nữ streamer 2001 nổi tiếng với vòng một quá khổ giờ ra sao. Sau 3 năm nổi tiếng, nữ streamer hạn chế lên sóng, lấn sân cuộc thi nhan sắc, đi làm diễn giả. Cách đây vài năm, Trang Lucy, Trần Thu Trang nổi lên trong cộng đồng mạng bởi ngoại hình quá nổi bật, cuốn hút. Vừa sở hữu gương mặt thanh tú, sắc nét vừa có body nóng bỏng, tâm hồn đáng chú ý, cô nàng thậm chí còn gặp rắc rối lớn là nguyên nhân khiến một chuyện tình lành ít giữ nhiều. Còn nhớ, thời điểm ấy, Chia sẻ về sự cố bất ngờ này, Trang Lucy tỏ ra ái ngại, cô cho biết phải đến khi được bạn bè tác vào hình ảnh, bản thân mới biết sự việc này. Có rất nhiều người gắn ghép cô với tên của nhân vật nam bất đắc dĩ, mỗi lần điều này xảy đến, Trang Lucy chỉ biết cười trừ. Khi mới nổi tiếng, Trang chưa định hình cho mình theo đuổi riêng một phong cách nào cụ thể. Hot Girl Lạng Sơn mong muốn hình ảnh của bản thân luôn phong phú, nhiều màu nên có rất nhiều phong cách chụp từ cá tính, dịu dàng đến sexy. Dù là ở phong cách nào, cô nàng vững chãi với quan điểm nói không với scandal, l, o, c, phải có cá tính của bản thân. Kim chỉ nam này được hot girl 2001 tuân thủ đến nay. Gái sinh quê ở Lạng Sơn ngày càng thể hiện rõ nét, theo đuổi nghiêm túc phong cách sexy, quyến rũ. Cựu streamer vẫn giữ được đời tư trong sạch, tránh xa những lùm xùm không đáng có. Năm ngoái, Trang còn mạnh dạn tham gia một cuộc thi nhan sắc, đạt danh hiệu hoa khôi trí tuệ của cuộc thi Mr. và Miss Hà Nội 2022 thời điểm thử sức với cuộc thi, Thu Trang gây ấn tượng với nhan sắc xinh đẹp, ngọt ngào không kém phần cá tính. Đặc biệt, phần vấn đáp trôi chảy thể hiện chiều sâu kiến thức, tài năng, mỹ nhân gốc Lạng Sơn đã xuất sắc giành ngôi vị hoa khôi trí tuệ Hà Nội 2022. Gương mặt bầu bĩnh tựa búp bê cùng đôi mắt to tròn như biết nói khiến người đẹp càng thêm xinh xắn, thu hút mọi ánh nhìn. Trở về từ cuộc thi, nữ streamer xinh đẹp ngày nào giờ trở thành diễn ra, đi truyền cảm hứng cho các bạn trẻ. Bên cạnh đó, cô nàng cũng hăng hái tham gia hoạt động từ thiện vì cộng đồng